Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Công ty Dịch vụ Bay Hàng không Vasco và Công ty Du lịch Viettravel khai trương đường bay Đà Lạt-Cần Thơ và ngược lại. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu tại lễ khai trương ở Cảng Hàng không Liên Khương, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chúc mừng Công ty Dịch vụ Bay Hàng không và Công ty Du lịch Viettravel đã hợp tác thành công trong việc mở đường bay Đà Lạt-Cần Thơ và ngược lại. Nhấn mạnh vai trò của đường bay mới này đối với hoạt động kết nối khai thác du lịch giữa Lâm Đồng, Cần Thơ nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị khai thác có hiệu quả. Trên cơ sở đó, tăng tần suất các chuyến bay Đà Lạt, Cần Thơ và ngược lại trong thời gian tới. Sau nghi thức khai trương được tổ chức trang trọng, đúng 16 giờ 30 phút, chuyến bay đầu tiên bằng máy bay ATR-72, loại 67 ghế, chở các đồng chí lãnh đạo và hành khách đã cất cánh rời sân bay Liên Khương. Sau hành trình gần 1 giờ bay, máy bay đã đáp tại sân bay Cần Thơ trong sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã cắt băng khai trương chiều bay Cần Thơ Đà Lạt. Sau nghi thức cắt băng vào lúc 18 giờ 45 phút, chuyến bay đầu tiên đến Đà Lạt đã cất cánh rời sân bay Cần Thơ đến sân bay Liên Khương Đà Lạt. Sau chuyến bay khai trương, với hình thức thuê chuyến của Viettravel, tần suất mỗi tuần 2 chuyến vào thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần trong 3 tháng thử nghiệm. Nếu lượt khách tăng, Vasco và Viettravel sẽ tăng tần suất bay nhằm tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân và du khách, mở ra cơ hội hợp tác khai thác tiềm năng du lịch giữa Lâm Đồng, Cần Thơ cũng như các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.